Mặt trời sắp lặn, một ngày nữa lại trôi qua. Báo săn mẹ chưa thể tìm ra thức ăn. Sự âu lo hiện rõ trên khuôn mặt của bà mẹ đông con này. Đó là cuộc sống hoang dã, nó phải chấp nhận. Ngày mới lại bắt đầu, thắp lên những hy vọng mới. Không ai hiểu con bằng mẹ, những đứa nhỏ đang đói bụng. Đã đến lúc phải đi săn rồi. Cuộc săn phải thành công thì nỗi lo của bà mẹ này mới vơi tan được. Tốt hơn là nó sẽ đi một mình. Đám báo con ở lại đây chờ đến khi mẹ gọi. Hình ảnh đi săn quen thuộc. Nó lén lút tiếp cận con mồi. Những vạt cỏ cao vút giúp nó ngụy trang rất tốt. Bầy linh dương Impala đang cảnh giác cao độ, nhưng chúng vẫn chưa nhận ra mối nguy hiểm. Để bắt được con mồi, báo săn mẹ cần phải có một khoảng cách hợp lý. Mọi tầm nhìn của linh dương bị che khuất. Cuộc săn bắt đầu. Nó là con vật trên cạn chạy nhanh nhất. Không có lý do gì lại thất bại. Không có sự phản kháng nào đến từ linh dương. Một con vật tội nghiệp ra đi để đổi lấy sự sống cho những con vật khác. No. Báo săn mẹ bắt đầu gọi con tới. Nhưng không, linh cẩu đã chờ sẵn ở đây khá lâu rồi. Nó đã đến từ lúc khi nghe tiếng chân bầy linh dương bỏ chạy. Kẻ cướp của Thảo Nguyên xông thẳng vào. Báo săn mẹ đã đuối sức, nó càng không thể có cửa chiến đấu với linh cẩu. Nếu có mệnh hệ gì thì bầy con của nó không thể sống tiếp. Con linh dương vẫn còn sống, nó cố gắng trốn chạy, nhưng đó là một cố gắng vô nghĩa. Linh cẩu đồ tể lại no bụng. Mẹ con báo săn tiếp tục thêm một ngày đói khát.